em bơm hồi sáng vậy các cô chú anh chị các bạn ơi, nhưng mà nãy giờ máy thì nó bị tắt máy nè, giờ mấy em mình sẽ giật lại để mà chạy tiếp cái phần nước này ra ngoài để mà hôm nay mình sẽ tát luôn cái hầm bên đây nha. Hôm trước tát cái hầm bên kia thì có được gần 1 mét lát rồi, hôm nay mình thử cái hầm bên này thử coi là có được nhiều cá hay không nha. Nó nóng máy quá Ngân ơi. Nóng quá chị. Ừ. Chà. Thủ thế Ngân ơi. 4 nè. Còn kìa. Rồi, chị em mình xuống đi. Đợi mấy chị em nãy giờ đó. Hồi nãy giờ em với chị em dứt vàng ở nhà đợi chị ba, chị Dung với lại Cẩm đi từ thiện về đó. Rồi, giờ mình xong pha nha. Ngứt tay ngứt chừng quá. Đúng không nha? Dạ. Đếm gì chị? Dạ, xuống đằng kia đi chị. Chị đếm gì chị? Đếm gì? Nãy chị đem ra chị để đâu rồi nha? Bên đây nè. Heo ạ. Sao giờ em không thấy cái thao nào hết trơn vậy chị? Chị xách nó lên cho anh hết rồi kìa. Thôi mình xuống từ đây ha. Đây chị. Chị ơi mình xuống từ đây ha, lên kia. Ở trên xuống rồi chị, mình lùa từ trên xuống, lát nữa mình dí cụ dưới này đi. Chị lụm được cái trứng vịt. Ôi trứng vịt kìa. Ở đâu ra trứng vịt? Vịt nó đẻ rớt á chị. Ủa nãy giờ Trang không thấy hả? Không, thấy chưa. Ôi trời đất ơi. Kệ đi xuống là chị thấy. Trời ơi. Vì trứng vịt mà chị ba đi xuống không pha gì đó hả? Ui. Ui, có con cá. Thôi lên đây nè. Em lên đầu nguồn. Em lên đầu nguồn. Được một cái nó đẻ rớt rồi. Nó lên nó bắt. Nào, ốc. Nãy giờ không thấy ta chắc mới đẻ quá. Không chị, không. Lúc mà bơm nước cạn là nó đã có rồi. Hả? Vậy là chị không để ý rồi đó. Không để ý rồi. Dạ, bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng đại gia đình rồi con mình xuống đây mình bắt cá nha. Không biết có con nào. Tèn 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 tèn. Hi. Ôi. Cái hầm nhỏ thôi chứ không biết có con nào không nha. Ơi. Ê. Ôi, cái gì vậy? Cá nhỉ? Ôi, có quắn nè. Đi lên cho mọi xuống. Ngân ơi, ông quắn nè nghe. Chị, con gì kìa? Chị, nhiệm vụ chính của mình hôm nay là bắt cá nghe chị. Ông quắn nè. Ủa, ông quắn rồi bự không? Không thấy cá. Có. Ui, ui. Chị, à, chị. Gì chị? Wow! Cái hao nè. Cái hao nè. Ôi con cá con huy bự quá. Ôi, xúc cái nhẹ hiệu. Tiếp 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 quậy tiếp. Con cá con mấy chào. Con cá con. Ôi chị ơi mấy con nằm nằm nhiều quá ta. Gì trống hả? Cá. Cá con huy nó chui trong này nè. Chui vô cá. Bắt quậy ra. Nè đang quậy nè. Ơ, à, tôi đạp lên cái gì nè ta. Cái gì á? Không. Ở chỗ này còn mà cái chị ba chị đi đó kìa. Ủa chị ơi cá đuôi đỏ nhiều quá, cá đuôi đỏ gì á,
được, cái này phải tắt xuống máy đi đó. U đây nè ngắn lắm. Nó chạy vòng vòng mà. Ây da. Nè. Trời ơi. Này chị. Nổi vô. Đưa thang qua luôn đi. Ok kì. Chị ơi chị. Ủa sao em cái bao ống bọng lại đó. Nó vô vô ống bọng. Kìa kìa. Nhảy dữ lắm luôn á. Ui. Cá chim. Nè. Cảm ơn đã, cảm ơn. Được cái được cái. Kéo cái hào lại. Nè. Không đổ nước này cho hào quá. Cái đồ đỏ. Quay 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 đi. Nó nóng dữ lắm rồi. Cái máy nó nóng dữ lắm rồi. Sợ nó cháy cái máy luôn á, không có dám nó dừng lại nè. Đùa đùa lại là họ cái nó chèo lên đây. Cái gì vậy? Cái gì chị? Con gì đây nè? Nó dùi vô bụng mày. Nó dùi chị ơi. Nó dùi vô bụng mày. Họ cái nó chạy lên chứ. Ê, một hồi lên, 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 lên. Nè, Dung ơi, Dung ơi bên đây. Nó ngồi đầu lên. Chị ơi, trời. Thấy là nó ngồi đầu lên nè. Wow, trời ơi. Trời ơi, sao mà cá gô. Ủa, cá gô bự cái gì? Cá gô bự, cá gô mề. Khoan. Dạ. Trời ơi, nó dậy. Trời ơi, nó dậy. Chị bắt phép. Rồi, có thêm một truyền nhân nữa rồi. Chị ba ơi, con cá nè chị ba. Nó xỉu rồi. Không, nó nhảy con cá này nó bay kinh khủng khiếp luôn. Đây, đây, đây. Nó dùi cái phần đó con ơi. Đây. Để lấy nó bắt nó lên mới được. Nó dùi với cái cây nè. Nó dùi với cái giò á. Đục nước hồi nó ngồi đầu nó lên chị. Nó ngập hả? Nó ngập. Chị bắt được con cá gô mề. Quá trời bự luôn rồi. Ở đây lúc nào cũng đúng rồi. Dạ. Ôi con cá bự chảng luôn kìa. Ở đây nè. Chị ơi nước này quá nhiều đi, có nhiều lắm á mà nó. Hey. Đi dạy nhớ chị. Đi dạy nhớ thì chị ạ. Ôi có lần đi xuống vô đây nha. Giờ sao đeo đeo. Cẩn thận nha. Cô chị có con mẹ á. Trời ơi. Ôi ở đây nè, đây nè. Trời ơi cái bà này. Nó chui vô. Cá con mẹ nhiều lắm. Nè cái tặc. Nè cái tặc nhiều lắm luôn nha. Trơn nè. Trời ơi, chị muốn bắt tép rồi chị sát sát vô bờ chị nè. Vậy hả? Chị phải luôn quá nè. Vô bờ chị. Ôi trời ơi, con cá sặc. Ôi, biết chân nữa nè. Cảm ơi, em kiếm gì vậy đó à Cảm. Dung lại, Dung. Cái gì vậy trời ơi bà? Yeah. Wow! Bắt được con cá lóc. Cá sặc nè. Cá bỏ luôn rồi chị ơi. Ở đây mở thấy không? Ôi, ủa nó mạnh lắm. Chị cái thao. Cái thao Dung. Yeah. Wow! Con cá lóc rồi. Ôi vậy là còn nữa ta ơi. Còn cá lóc đó. Ui trời. Còn nhiều lắm. Đi Cảm ơi, hai mình đi chi lùm cá lóc Cảm ơi. Đây cái gì nè. Ôi ôi đây 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 chị. Chạy. Nè, chuẩn bị nha. Nha. Ui. Nó lủi. Ủa cái sặc gì đó. Cái sặc vô nó. Cái sặc vô chân á. Thêm một con cá lóc nữa. Hay dữ ta. Tạt tiếp. Đó rồi. Cá sặc nè. Sao rồi. Ôi, coi được ơi. Ê, hey, cái gì đây? Cảm ơi. Cảm ơi. Ui cá nó chạy luôn kìa. Ôi ơi. Cá gô. Có phải cá gô không? Cá gô luôn kìa. Wow! Mấy con nó nhỏ ba ở đây cũng. Ôi. Trang ơi, nhìn nè. Ủa vậy nè. Nhỏ quá cái ăn mà. Nhỏ chị đang ngắm cho cái sặc nè. Ây da. Cẩn thận ơi. Trời nó ấy vô lắm. Nó nhảy lắm á. Nó giả bộ nằm im á. Ôi, thôi đổ vô đi em. Ghê quá à. Nè, cho em nè. Trời ơi, lô kiến nữa. Hôm nay không dám ngồi luôn nữa. À, vậy em. Dạ. Giờ em có cái gì nè. Ở đây nè. Chị ơi, đụng nỉ. Cái cây chứ gì. Ok ạ. Cái bò lên kèm miếng.
lô lô không ơi. Em tưởng em bắt được con lóc là bắt quá. Em tưởng là em bắt con dơ. Ôi đứa nè. Chị Dung, con tại trong đám nó muốn chị Dung. Đi theo dấu giờ chị ba. Ở trong đây có luôn. Nó nằm ở dưới dấu giờ chị ba. Con lượn không nè. Lương đó kìa. Lương ơi. Lương ơi. Lương ơi, cưng đang ở đâu? Dưới dụng nó nhiều lắm á. Đây nè, cái chị cá sặc nè. Chị chỉ đạp đầu nhỏ chứ kêu nhỏ không nhảy chị. Chị An ơi. Ơi, trời ơi chị ơi, bỏ cái khu vực hậu cần đằng sau đi. Ôi, nói mà. Chị ơi, đi học nè. Ôi, đằng nọc chị ơi, cho em cái thao đi chị. Nè. Kiếm ở trong này nè. Trong này nước nó còn nhiều nè, cá nó trốn trong đây nè. Trời, chị Nhàn ơi, chị Nhàn. Ừ. Tép một đống luôn á. Chị hả, chị xuống chút đống rồi. Nè chị nhìn tép nè. Hai cái sặc là nhiều. Chị, tép nè. Nè. Ừ, đây tấm tép nè. Tép rồi. Ôi nè. Quá trời tép luôn nè. Ôi tép rồi. Nhiều cưng luôn á. Đây luôn chị ơi, tép hết trơn. Chị ơi, tép nhiều lắm. Trời ơi, nhanh đi lượm tép lại đi. Quá đẳng rồi kìa. Ủa tự nhiên cái giờ mình thành lượm tép rồi. Quá rồi, tép bự bự không luôn á. Bỏ vô, bỏ vô. Nãy giờ tép chị nhà bỏ thao luôn không? Tép bự bự không à? Cá nha, cá nha. Có lóc nhiều cảm ơn. Nhưng mà không bắt được. Chuột quá chuột này. Đi. Ủa cá lóc hả? Cá lóc nhiều. Cá lóc như cá rô quá. Chuột dữ lắm mày. Bây giờ mình rút nước cái nó cho cạn hay sao? Mình chặn cái đầu này cái đi. Không được nghe ơi. Bây giờ mình rút nước cái nữa hay sao? Rút cái nước cái nữa đi. Được không nha? Được không chị lên? Cái nữa. Hey. Không đủ sức để nó nổ máy rồi. Chị ba sức chiêu. Để chị ba. Chị Dung. Đẩy một cái này. 1, 2, 3. Cố lên. Cố lên. Chẳng ngại. Rồi được rồi chị. Cho nó nhanh nhanh cái đi. Có một cá nào đây nè, bụng nó. Được chưa? Ê, ê, ê. Ở dưới này nè, ở dưới này nè, lục nó xuống kìa. Bơm nó không? Ôi chị em đang đùa xuống trời quá trời luôn nè. Nè 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 nè. Chẳng lẽ chẳng lẽ. Cái gì vậy, cái gì vậy? Kìa 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 kìa. Ôi. Ôi chị ơi, chị ơi. Ôi, có con cá lóc ở đây gì vậy? Ôi, nó bay đầu chị á. Rồi chú cha ơi, nó đi vô chung cảm. Nó nhảy ra nữa rồi cậu ơi. Nó giục qua đầu chị luôn. Ơi, con cá lóc nó chui vô đây rồi. Cá lóc chui xuống bọng rồi nè. Bên đây nè, bên đây. Đây 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 em đây nè, em đây nè, em đây nè. Đây nè. Ê. Phải không? Chị ở dưới cái dũng này nè, dưới cái dũng này có cá nè. Tuấn thọt chui trong đây đi. Em phải không? Ừ. Đây đây em. Khoan chờ xíu. Đây 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 nè. Cái dụng ở trên nó cạn nước vậy nè, nó xuống đây nè chị ơi. Nó quậy lắm luôn á, chị bỏ vô dòng hào luôn đi. Ôi mọi người ơi, cái lúc nó tụt lắm. Lên đây trước đi chị. Lên đây trước đi. Nè nè, nó tan cột lắm. Ôi, chị ơi, cá rô nè. Ây da, ây da. Ây da, trời ơi, chị ơi,
rồi 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 ui ui đây đâu rồi sao đâu rồi chị nhiệm vụ chị bữa nay là đẩy rau đó chị. Rồi rồi rồi, con cá bự lắm. Đi đi đi. Nó đi nè. Nó chui dưới đây nè. Rồi có rồi. Không con. Trời chị ba mờ được con nào chưa? Ừ. Ơi, ơi, ơi. Hết hồn mới giết. Ơi, trời ơi. Đạp cái đầu nó luôn á. Nắm chắc cái đầu nó lại. Nó đang xuống rồi nha. Ơi, con cá gô nó chui vô trong cái chân của mình đó mấy cha ơi. Nó chui vô ừ. Chị. Nó lủi hả chị? Gì? Trong chân em có một con cá mà mấy cá gì nè. Đâu? Đây nè. Chị ngồi đó. Đúng không? Đúng không? Đúng, đúng chưa? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Trời trời. Đúng chưa? Cá gô, cá gô. À, chị ơi đau. Trời ơi. Trời ơi. Con cá gô. À, chị ba có con gì nhảy qua lỗ chị ba cái lỗ. Cá gô, cá lóc nhẹ quá. Ở đây nè, đây 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 đây. Không. Ôi cái gô cá lóc nhẹ chị ơi. Cái chuối theo cái giỏ á. Không. Đây con gì đây? Trời ơi đang khốn nè. Cái gô nữa hả? Tại nó bị ngọt. Chị tới giúp em ơi. Chưa. Tấn lên, tấn lên. Nhiều dữ quá. Trời ơi bạn ơi, bà đùa không thấy bà bắt gì bạn. À, chị cho nó cá nó chạy xuống á nha. Ây da, ây da, ây da. Nhưng mà khoái té thôi, té con té tẩm. Té đồng mà con này ở đây bị bụi không nha. Dạ. Té cam. Cái mắt tép sao mà được nửa ký. Cá đang xuống đó nha ơi. Trời ơi. Em hứng cá gô quá, nãy có một con chạy xuống dưới á. Con hả? Đưa cái hao đem. Chuối dưới. Chị ơi, chị ơi, chị khỏi đi nữa thôi. Đây nè. Chọc đầu. Mời chị bác. Đừng mất gì vậy? Rồi luôn rồi ngăn ơi. Rồi. Nhưng mà chị mờ kỳ quá à. Rồi, rồi, ổ xuống rồi Ngân ơi. Con Ngân nữa. Để nè. Chui. Rồi. Rồi. Cá bóc đúng không? Cá bóc, đúng rồi. Ôi ôi. Chị biết chỗ lắm. Cái gì á? Cái gì? Trời ơi. Cái quân. Ôi, chạy. Không có chơi gì nữa. Ngồi chừng. Nó ngồi vậy cho nó là chạy nước miệng. Con Ngân này. Mình nằm xuống mình lăn dài dưới được không? Con lăn đi nha. Bây giờ chứ chị ba chị bắt cá. Đồ nó xuống. Đồ nó chạy xuống. Dạ nó xuống dữ rồi kìa. Dạ là nó còn nhóc hết chân nữa. Quẩn nhóc chân kìa. Cái nằm là mình đẩy. Dạ. Trong dấu chân á, mọi trong dấu chân á. Chú chú thì sẵn rồi. Cá lóc chú chú không rồi là cua. Ê, đạp với chân cá gì. Bắt cá lên cho hết hồn mày. Hết hồn hết dí luôn. Chứ nãy giờ thấy bắt tép không mà. Ở đây chị không bắt lịch rồi. Lịch dưới lưng nằm trống. Không bắt được rồi bắt. À, trời ơi, sao nó quậy dữ vậy kìa. Đảo lại. Quậy dữ hả? Đảo lại. Nó quậy thì mình đảo lại. Phải quậy dữ nha. Ồ hay ha. Em mới đụng cái gì trơn trơn á. Thấy nó quậy. Ây da. À chị ơi đừng mò nữa. Đúng không? Thấy giờ chị quậy gỗ kèn mà. Wow.
Còn cá gô. Bả chỉ thấy quậy gõ gan mà. Bả ngàn ơi. Không sao. Chị ba kéo kẹo ổng bọng rồi đó. Cá, tưởng cá. Cái gì đây? Con ốc. Có gì không em? Ôi ôi. Quá nhiều luôn rồi. Ôi một thao cá luôn rồi nè. Chị Nhan, em cái gỗ đi. Ôi ôi, ôi ôi, đây có con cá lóc nè mấy cha ơi. Nó ra được chị. Nè 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 nè. Nè nè nè. Chà, sống thì khó là mò dữ nha. Nó nắm được cái đuôi, nó lọt cái đầu đây nè. Giống mày vô. Chưa chưa. Đâu? Chưa. Ở trong cống bọng luôn. Họ họ cái này nè, họ cái đường này nè. Ơi chị đừng nói đó. Chị đừng nói đi, chị đừng nói đi. Đẩy nó ra. Ờ đây nè, đây nè, đây nè. Em thấy nó nè. Này khó dữ rồi nghe. Ơi đây đây đây. Chị thấy được cái đuôi đó nè. Nhưng mà thấy cái gì dễ hơn. Ở đâu em? Thấy rồi, thấy chưa? Thấy cái đuôi. Rồi, rồi có rùa rồi. Đưa nó lên bà. Được chưa? Được chưa? Bà đi. Còn một con nữa. Còn một con nó nằm dụng dụng đây nè. Vừa mắt rồi. Áo ai sạch la giùm em cái. Nó sạch. Ta đã bơm chèn. Nè, hãy vô mà con. Nè. Ở ngoài hay trong nữa chị. Ở ngoài. Nè, sau lưng nè. Sau lưng chị á. Rồi cà đi. Tôi sạch nè. Em sạch lắm. Chưa. Cái gì vậy? Chưa. Được rồi. Em sạch lắm. Em sạch luôn rồi em ơi. Quá đẹp luôn em ơi. Em đẹp quá. Đâu kỹ nè. Đâu kỹ nè. Tập trung, tập trung. Có một con cá lóc ở đây. Tập trung, tập trung. Tập trung cá hai em tập trung té. Nó mất rồi. Nó chuối chị, nó chuối. Em lui lại, xưa lại coi. Đâu đâu đâu. Em đứng bị bệnh. Con cá nha. Còn một con cá. Con cá. Thấy không? Còn cá nữa. Lấy cái đít ra thôi. Anh đi. Ôi, lấy cái đít ra. Không, cái tay em mới mò ngang. Lên chỗ đó đi, lên chỗ đó đi. Ừ. Giờ sao vậy em ngồi đây canh luôn được không? Bây giờ nó chuối rồi đó, bây giờ nó có vô cái cống này nữa không? Chắc không. Ai biết. Đếm số bụng nghe. Không biết là nó trời nó chuối bây giờ đó. Trời cá nhỏ nhiều quá chị ba. Cái gì vậy? Ây da, mắc kẹt cái tay rồi. Trời ơi con hến nè. Trời ơi, con lắc mà đi bắt hến. Chị, chị bắt được nó chưa? Chưa. Chứ em đụng được nó rồi nè. Đâu. Tao thấy rồi. Chị ơi. Wow. Trời ơi. Nhìn nó kìa. To đùng luôn. Xa bao ngày. Còn con nào không? Thấy em hay chưa? Wow. Nó nè. Sao mà cái gì nó lửa cái đó. Yếu con ngăn nó chui vô không à. Chị con còn con nào không chị? Nhẹ nhàng. Hai lúc đi, lúc ơi. Ờ cái gì mà nó lúc. Nó bỏng còn nè. Ôi. Được, cái nhỏ không à, cái sạch không à. Lại đây nha. Chỗ chạy thím gian có cái đèn này dễ hơn cho mình đó chị. Chú Giang cho con mượn cái chỗ đó một chút nha. Con cảm ơn. Ở đây sáng, ở đằng kia tối hù không thấy đường. Đây. Dạ. Đây. À, mở cái miệng ra nha. Cá sau khi mà mấy chị em đi tát xong á, các cô chú anh chị các bạn ơi, thì đem luôn ra ngoài này để mà bán cho các bà con nha. À, để mà tranh thủ ngày mai mọi người có thể nấu cơm ăn đó. Căng đây. Có bọc không? Có luôn. Đây. Tôi làm cá lóc bự nhất nha. Wow. Dặn trước luôn. Cá bự nhất. Cho bự đây, cho bự. Rồi, tới liền. Ừ. Cá bự à. Nè, cái cá lóc cá luôn. Dạ đây. Từ từ khoan, từ từ để con cạn, để con cạn cái này cái coi. Nước cái đâu 5,000 con cá lóc bự của ai? Đây đây. Cá lóc bự của thím Năm. Đây nè, ngồi căng nữ tính tiền. 50,000 đây. Rồi. Dạ, không có chết. Bắt không con bắt cho. Ơi khoan, sống tại cái màu nó vậy đó. Ai cho cái bọc mượn tiền ấy? Rồi coi nhiêu con. Nè tiền cho vô. 700 cà gam cá lóc không bây giờ? 70,000.
700g. Phan đi con coi coi cái lóc không bà 70.000. Trời ơi bắt 5 kìa. 70.000. Ôi ơi. Bắt bà bắt con nào? Hả? Con nào? Con này. Con này hả chị? Cặp cặp bà bọc em ơi. Nhảy nhảy. Con này của ai? Rồi của bác Năm, đưa qua bên kia. Bác Năm. Bác Năm tiền. Chị ba. Ơi ơi Phan. Trời ơi, chạy chậm xíu. Nửa ký. Một cái gì luôn. Tức rồi không bỏ. Nửa ký chết thôi, nửa ký thôi. Cái tay vô cái tay này nó sao bạn. Này của ai? Cái lắp được cái gô hay vậy hả chị? Cái lắp cho gô. 50.000. Dạ. Chung hay đâu chị? Chung. Dạ. Chung, chung giá. Ôi ôi cái gì vậy? Chung giá. 600 nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa con này của ai hả? Cái đó của bác Năm. Bác Năm sang hả? Cô chưa ra. Để bác Năm. Bác Năm để hai trả tiền. 450 ngàn. Muốn cá ô phi luôn nè. Cá ô phi ngon nha bà nội. Cho con 10 ngàn đi con. Nè, bắt con đi nha, bắt chưa đi. Con 65 ngàn. Dạ 65 ngàn. À, cái này có bắt năm. Trời ơi. 20. Để cho bà nội. Dạ. Nãy thiếu 10 ngàn đó. Nhảy dữ rồi. 45. Rồi căng lên đi. 45. Chị ba. Chú Phan Phan để hỏi tiền cái hả? Mày thấy được không đó, để nén ra cho thấy được. Dạ thấy. Từ 15. 15 ngàn, con không có 10 ngàn rồi. Con nén cá lóc nè mọi người. Con thiếu 10 ngàn. Còn 3 con, 4 con nè. 400 gram. 40. Căng lên cho. Của ai? Của bộ. Này nhiêu ký nữa ký? 10 ngàn. Con bắt nhỏ rồi không? Cái đổi nè. Con con này à. Bắt luôn, bắt lên bán luôn. Bọc đây biết. 10.000 trước đây cái đây đi cầm hoài. Nè con hỏi lên 5.000 đúng không? Không. Rồi để bao nhiêu hả? Phan dạ. 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 Cái 10.000 này 40.000, thấu lại 10.000. Đây, con trả ô cắt năm mất tiêu rồi. Đó đi về rồi. Nè thôi 10.000 nè. Rồi. Rồi con cảm ơn. Con đó. Con này hả? 300 gram. 30 ngàn, 30 ngàn, trời ơi, múc, con có tiền lẻ hả múc? Có mà, có điện thoại mà chị. Có điện thoại hả? Có, 70 ngàn. Hồi nãy thiếu ba lửa cá bự, mày bắt cá bự này nè, mày quý. Nè nè, cái này bắt cá bự, cá đồ bự. Rồi, còn hai cá tử này đưa bổ. Rồi, 300 gửi cho em, 35 ngàn. Rồi, bán ghẻ cho bổ thôi. Nè, bỏ ăn một cái này quý nè. Cái này, bỏ vô đi, rồi tính tiền cho bổ. Chị ngồi xuất xuất ra cho nó xuất ra nha. Ngồi xuất ra cho nó xuất ra. 25 ngàn. 25 ngàn. Tôi nghe 35 ngàn của bác ba 35 ngàn. Đưa 30 về còn 5 ngàn. Dạ còn 5 ngàn nữa. Dạ 5 ngàn nữa nè. Dạ rồi. Ủa này 25 ngàn. Cái đó nhiều hả chị? 250g, 25 ngàn. 200g thôi. 200 thì chị. 200g hả? Thì cái nhỏ xíu rồi cái chị. Cái nhỏ mà. Cái này của ai hả? Của bố. Dạ. 20 thôi chị. 20 ngàn. 20 ngàn bốn thôi. 20 ngàn, còn thiếu bác Năm Tan 10 ngàn. Chút chút trả sao? Để lấy tiền. Dạ. Còn lại 245 con cá gô. Một ít cá đuôi đỏ. Mũi quá mũi. Trời ơi, làm mồi cho mũi là có thiệt. Mão hết giùm con đi. Mũi không? Còn có nhiêu à? Còn mấy con cá gô à, với mấy cá trắng. Mấy cá trắng. Mấy cá gô kho ngon á. Cá gô này kho quay em ngon. Hôm nay mấy con cá gô đi. Dạ. Con canh hết đi. Cho mấy đứa về đó hù rồi mũi chích cái bà. Trời ơi mũi. Mấy mua không xanh bỏ hả hầm. Hết đi. Bỏ mấy cá gô phi lại đi, mấy cá phi nhỏ xíu. Hốt mấy con này lấy cái dĩa hốt cho chắc. Căn cá này cho thêm 5 này, còn cái này mình đánh giá khác. Để dĩa lên. Để dĩa lên. Mũi. Cá nè. Cá không? Này 300g. 300g năm ơi. Để cá kia vô luôn đi. Để hết luôn hả? Không không, cái này tính giá khác. Tính giá khác, tính giá khác. Cho bọc lại mấy con này riêng đi. Thôi mà cá trắng không mà, cá nó, trắng nó nhỏ xíu mà. Có được có mấy con đó à. 5 ngàn nữa, 35 ngàn. Rồi. Nhỏ xíu. Cá sặc đó nha, mấy cá sặc. Trời mũi quá rồi. Quá mũi rồi. Còn 15. Chút nữa ông lại đây ông quay nè, cá tự nhiên xong một lóc lên 15. Rồi, hốt hết cho 5 luôn. Gì với bà nội? Đi ra đi ra con. Trời ơi, mẹ đứng ra đi. Ừ, đổ vô luôn đi. Nửa về 5 lựa ra nha. Có mấy con cá rồi xíu nha. Chưa. Dạ con bán cá với mừng hết rồi bà Tám ơi. Cá gô không? Chị cá gô lên cho. Chị ba đếm tiền. Ở dưới đó có nước không ta?
Không không, con thả mấy con cá. Lấy thí hành đi. Cho nó luôn. Cho nó lớn luôn. 5, 6, 465 ngàn. Wow. Hôm nay là được 465 ngàn. Ôi nhiều dữ vợ. Dạ, hôm ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con sau một buổi mà đi tắt cá đó con cô chú anh chị các bạn ơi, tuy là trời hơi trễ rồi nhưng mà vẫn quyết định đó là đem cá ra bán để mà ngày mai mọi người có được một cái buổi ăn sáng thật là ngon nha. Và với cái số tiền là 465 ngàn, đó là tổng cái số tiền của ngày hôm nay mấy chị em bán được. Rất là vui luôn nha cô chú anh chị các bạn ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mấy chị em tụi con. Nếu như mà thấy hay thì hãy cho tụi con một like nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha, tạm biệt ạ.